Đức Phật có chỉ cho chúng ta làm phước. Mình có phước, mình được làm người đủ các căn thì hãy dùng cái căn đó tạo phước. Rồi mình được cái phước là có của thì hãy dùng cái của đó tạo phước. Cho nên mình có được cái gì vậy? Dùng cái đó tạo lại. Ví dụ mình hạnh phúc, thấy người khác hạnh phúc mình mừng cho người ta, không có ganh. Mình làm ăn có của thì mình thấy nơi nào cần sự giúp đỡ của mình làm. Có nhiều khi có những chúng sanh đó, quý vị biết không, xây chùa họ không xây, chỉ làm từ thiện thôi, cho người nghèo, giúp người bần cùng họ làm, nhưng mà cúng chùa là họ không cúng. Nhưng mà có những người, người ta lại thích cúng tượng Phật. Thường thường á, kêu gọi cúng gì á, thì hiếm chứ, kêu gọi cúng tượng Phật ta cúng dữ lắm. Tại vì sao? Vì ta quan niệm rằng mình dựng lên một cái tượng Phật á, nhiều người lễ bái á, mình sao? Có phước. Cũng giống như á, ví dụ ha, mình mang 20 đồng mình cúng chùa. 20 đồng à, nhỏ quá, thôi chạy ra chợ mua bao gạo đi. Tại sao? Tại quan niệm sao? Gạo nấu ra cả 100 người ăn. Và 100 người ăn thì mình mới có phước. Nghĩ vậy cho nên chùa gạo chất đầy. Cho nên đó, quý vị thấy có những chúng sanh, có những người á, người ta chỉ kính Phật và người ta phát tâm đối với Phật. Vì vậy cho nên á, chùa hay ít nhiều gì người ta cũng tạo ra những cái Phật cảnh, tạo tượng Phật để cho chúng sanh nào đó thích Phật phát tâm đảnh lễ. Thầy Pháp Hòa được biết là thầy trụ trì đây là sắp sửa tạo Phật cảnh rồi phải không? À, nghe nó làm quy mô lắm á. Và quý vị phải chuẩn bị cúng giàng nha. Tạo Phật cảnh để cho các cái người, người ta phát tâm. Có nhiều khi ví dụ mình tạo cái cảnh Lâm Tỳ Ni, nhưng mà có thể những Phật tử cả đời đi theo Phật nhưng mà không biết Lâm Tỳ Ni là cái gì. Nhưng mà đi tới chùa cái thấy cái cảnh Hoàng hậu Ma Gia vịn cành cây có 7 bước đó, sẽ hỏi cái này là gì, thì được cơ hội biết à, đây là cái cảnh Lâm Tỳ Ni diễn tả lại cái cảnh khi Đức Thái tử Sĩ Đạt Ta ra đời. Nhờ vậy đó mới hiểu thêm Lâm Tỳ Ni là gì. Hôm rồi Pháp Hòa đi qua bên Mỹ đi giảng cái chùa đó, cái chùa đó tên là chùa Lâm Tỳ Ni. Thì khi mà xe dừng lại thì Pháp Hòa thấy viết chữ Lâm Tỳ Ni bằng chữ Nho mà mình sớm xác. Nó để vậy nè, Lâm Tỳ Ni Tự bằng tiếng Tàu á. Nên mình sớm sáng mình không đọc hai chữ trên, mình đọc hai chữ dưới, Ni Tự. Pháp Hòa nói, ủa nhớ chùa này chùa Tăng mà đó. Bởi vì Ni Tự là theo tiếng Việt là chùa Ni. Nó để Lâm Tỳ Ni Tự. Ở Việt Nam thí dụ như là Quan Âm Ni Tự, Phổ Hiền Ni Tự, nghĩa là chùa Phổ Hiền này là của các vị nữ tu. Thì mình lên tới cái chùa đó mình thấy bốn chữ mà không đọc hai chữ trên, cứ ngừng xe đọc ở dưới Ni Tự. Mà mình nhớ rõ ràng mình nhận lời mời chùa này là chùa Tăng mà sao giờ thành chùa Ni. Trong đầu cứ question như vậy. Một lát mới nhớ trật, à Lâm Tỳ Ni Tự. Lâm Tỳ Ni là một chữ phiên âm từ tiếng Phạn là Lumbini. Mà Lumbini là cái vườn nơi Thái tử Sĩ Đạt Ta ra đời. Thì nó nhờ tạo cái cảnh đó cho nên Phật tử được hiểu. Cái qua cảnh kia cả tạo cảnh Bồ Đề Đạo Tràng. Không biết Bồ Đề Đạo Tràng là gì, mà nhờ biết là Bồ Đề Đạo Tràng là nơi Đức Thái tử Sĩ Đạt Ta thành Phật. Quý vị nhớ Đức Phật thành Phật dưới gốc cây gì không? Phải không? Có nhớ không? Phải mà. Thì mình nhờ mình thấy Phật cảnh cho nên mình mới đặt câu hỏi, nhờ vậy cái mình biết thêm. Cũng giống như quý vị đi chùa, quý vị thấy Đức Quan Âm mà cầm ôm em bé đó. Ở Quan Âm gì vậy? Thế nào cũng nói Quan Âm thì kính nè. Cái tượng Đức Quan Âm cầm ôm đứa nhỏ đó có khi gọi là Quan Âm Tống Tử, để cho những người ta cầu con à, ai mà không có con, hiếm con, lại Đức Quan Âm Tống Tử. Thật ra Đức Quan Âm có nhiều cái hạnh nguyện, mà do hạnh nguyện của Ngài mà người ta tạc tượng. Ví dụ như Ngài có hạnh nguyện là
là có thể làm cho chúng sanh được cái sở nguyện sở cầu của mình, sinh con. Vì người ta tạo tượng Đức Quan Âm là Quan Âm Tống Tử. Đó. Rồi Đức Quan Âm mà giúp người ở ngoài biển thì người ta tạo một cái cảnh biển là Đức Quan Âm đứng ở trên đó, Quan Âm Nam Hải, ví dụ vậy đó. Cho nên nhờ mình gặp những cái tượng mình hiểu được. Ví dụ quý vị nhìn sau đây thấy tượng Tổ Đạt Ma, nhưng mà trước đó không có tượng đó thì mình chẳng biết ông đó là ông nào. Nhưng mà nhờ tượng đó cái mình hỏi, dạ thưa vị đó là vị nào? Nói vị đó là Tổ Đạt Ma. Ủa tại sao tổ gánh một chiếc giày, còn chiếc kia nữa đâu? Nó chắc đi đường mất. Mà nhờ mình đặt câu hỏi là tại sao Tổ Đạt Ma chỉ quẩy một chiếc giày, chiếc dép mà không quẩy cả hai, thì nhờ mình đặt câu hỏi về cái có cơ hội quý thầy giải thích cho mình nghe, phải không? Cho nên á, quý vị nhớ là tất cả những cái gì chúng ta làm, nếu mà chúng ta đem cái tâm Phật pháp chúng ta vào đó thì nó đều là mang cái ý nghĩa. Cho nên cái câu thứ ba là hiếm thai gặp và nghe được cái pháp chánh tông, hay là nói là hiếm thai nghe Phật pháp. Thưa đại chúng á, cái người mà hiểu Phật pháp á, nếu mà cái tà pháp mà lọt vô tai cái người chánh á, thì tà pháp cũng thành chánh pháp. Tại vì người chánh á, họ có thể chuyển cái pháp tà thành pháp chánh. Nhưng mà nếu cái tâm người kia mà tà rồi á, thì chánh pháp mà lọt vô tai họ cũng bị họ làm cho thành tà pháp. Cho nên có một vị tổ nói đó, người chánh nói pháp tà, tà pháp thành chánh pháp. Người tà nói pháp chánh, chánh pháp thành tà pháp. Chứ cái giống như ví dụ thôi, bây giờ mình biết nấu ăn, mà mình biết nấu ăn mà cái người kia lỡ họ nấu hư món gì đó họ đưa cho mình á, mình vẫn có thể sửa được, sửa chữa. Hoặc là mình biết may vá, người ta đưa cái áo hư mình coi, mình có thể tìm cách sửa được. Mà cái người mà không biết may vá rồi đưa nguyên khúc vải nguyên, họ cắt hồi thành vải vụn, còn không là mai nó trật đường đó. Thì thí dụ vậy đó, thì cũng thế. Cho nên đời này á, mình được gặp thầy lành bạn tốt, được nghe được pháp chánh đó, đó là cái phước duyên của mình chứ không phải thường. Mà tất cả cái phước đó đó nó từ đâu? Từ cái đời sống lành. Bây giờ Phật tử muốn sống lành đó, quý vị chỉ cần thực hiện ba câu thôi: đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm cho trong sạch. Và ba câu đó đó là gom gọn hết 45 năm thuyết pháp của Đức Phật. Đại chúng nhớ là Đức Phật thuyết pháp 45 năm. Ngài thành đạo năm ngày 29 tuổi, xin lỗi, Ngài thành đạo năm ngày 35 tuổi. Đức Phật đi xuất gia năm 29 tuổi, thành đạo năm 35 tuổi, và 45 năm thuyết pháp. Nếu mà theo xưa, theo một thuyết khác á, Đức Phật xuất gia 19 tuổi, người ta vẫn nhận cái thuyết là Đức Phật thành đạo 35 tuổi, nhưng mà người ta chia cái thời gian tu của Phật ra thành tới 11 năm rồi. Vì họ cho rằng Đức Phật 5 năm đi tìm sư, 6 năm khổ hạnh, cộng lại là 11 năm tu hành. Nhưng mà một cái thuyết mà người ta nhận nhiều nhất đó là gom gọn suốt cuộc đời tu tìm đạo của Đức Phật chỉ 6 năm thôi, tức là đi tìm thầy và khổ hạnh, tới chung là cuộc sống đi tầm sư học đạo khổ hạnh 6 năm. Vậy thì 29 tuổi đi tu, 6 năm khổ hạnh. Cho nên khi Đức Phật thành đạo là ngày 35 tuổi. Và 45 năm thuyết pháp, ngày mất năm ngày 80 tuổi. Thì ngày thuyết pháp vô lượng, mà thậm chí quý vị biết là ngày thiên thai ký giả, ngày quy nạp hết tất cả giáo lý của Đức Phật trong một bài thơ 4 câu: Hoa nghiêm tối sơ tam thất nhật, A hàm thập nhị phương đẳng bát, nhị thập nhị niên bát nhã đàm, pháp hoa niết bàn cộng bát ni. Đầu tiên Phật nói Hoa nghiêm, kinh Hoa nghiêm 21 ngày. Hoa nghiêm tối sơ tam thất nhật, tam thất tức là 3 lần 7, 3 lần 7 21, tam thất nhật, Hoa nghiêm nói 24 ngày. Hoa nghiêm tối sơ tam thất nhật, A hàm thập nhị tức là kinh A hàm nói 12 năm,
Kinh Phương Đản nói 8 năm, gọi là Phương Đản Bát. Nhị Thập Nhị Niên Bát Nhã Đàm 22 năm nói tất cả các loại kinh Bát Nhã. Bây giờ quý vị tụng cái bài mà Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đó, cái bài đó là một bài Bát Nhã Tâm Kinh mà nhỏ nhất, ít nhất trong một bộ Bát Nhã 600 quyển. Bát Nhã tổng cộng là 600 quyển chứ không phải chỉ có cái bài mình tụng 265 chữ đó đâu. Mà quý vị biết là ngài Huyền Trang á, Tâm Tạng Pháp Sư Huyền Trang đi qua Ấn Độ thỉnh kinh á, ngài đã để cuộc đời của ngài dịch cái bộ Đại Bát Nhã đó là bát bộ kinh cuối đời của ngài trước khi ngài mất. Ngài dịch xong bộ Đại Bát Nhã 600 quyển đó rồi ngài mới mất. Và cái bản kinh Bát Nhã cuối cùng ngài dịch đó chính là Bát Nhã Tâm Kinh mà giờ chúng ta tụng đó. Vì sao gọi là tâm kinh? Bởi vì nó gom gọn tất cả ý tứ của cái hệ thống Bát Nhã. Mà nói tới hệ thống Bát Nhã là nói gì? Nói tới trí tuệ, các lập luận trí tuệ để mà luận bàn những vấn đề. Cho nên khi mà nói tới Bát Nhã đó, là đa phần người cứ nghĩ có một câu Ba Ha Bát Nhã đó đó, chứ thật sự Bát Nhã là một hệ thống 600 quyển. Thí dụ như Kinh Kim Cang đó là một trong những bộ kinh Bát Nhã đó, chứ không phải Kinh Kim Cang thường đó. Kinh Kim Cang là một trong những bộ hệ thống Bát Nhã. Vì vậy cho nên đó, ngài Huyền Trang ngài gom gọn lại. Thì quý vị thấy là Đức Phật á, 45 năm thuyết pháp, tất cả kinh điển, Nhị Thập Nhị Niên Bát Nhã Đàm 22 năm nói kinh Bát Nhã, kinh Pháp Hoa và kinh Niết Bàn Đức Phật nói trong 8 năm. Pháp Hoa, Niết Bàn cộng Bát Niên. Cái trường hợp mà bây giờ mình tụng kinh mình thấy nó liên tục chuyện này chuyện kia, lúc bấy giờ Phật ở đâu đó, đó là không phải nó xảy ra liên tục. Có thể là hôm nay chuyện đó nó xảy ra ở Calgary, một tháng sau nó lại xảy ra ở Edmonton. Rồi sau này các cái bài kinh mà nó nương, nó giống giống nhau, người ta mới gom lại thành một hệ thống với nhau, thành ra thành một bộ kinh. Chứ không phải đừng có suy nghĩ là Đức Phật nói kinh Pháp Hoa cái là ngài spend 4 năm ngài nói cái gì gọi là Pháp Hoa. Không phải. Ngay cả Bát Nhã cũng vậy. Hôm nay Phật nói chỗ này bài kinh này, mốt Phật nói lời kinh kia, sau này các vị gom những cái đó, cái ý giống, cái ý và thuộc về những cái hệ thống vậy, ta gom thành. Cho nên bây giờ mà ngày nay chúng ta có được một bộ kinh gọi là Đại Tạng Kinh đó, hàng trăm quyển đó, để cho chúng ta nghiên cứu đó, đó là một công trình lớn của các cổ đức ngày xưa. Các ngài đã dày công đọc tụng rồi chọn lựa nó thuộc về những cái hệ thống tư tưởng nào để đưa thành ra một hệ thống. Thì quý vị thấy là, rồi bây giờ qua trở lại là Đức Phật nói nhiều như vậy đó, mà rốt cuộc chỉ có mấy câu thôi: đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm cho trong sạch. Bây giờ ai hỏi mình, bây giờ đạo Phật nói nhiều quá, giờ anh có thể nói gom gọn cho tôi ý nghĩa đạo đức nhà Phật gồm cái gì? Quý vị cứ nhớ ba câu đó. Nhưng mà bây giờ muốn phân tích mà thế nào đừng làm ác, nói cả ngày, nói cả tháng, cả năm. Giờ muốn trừ ác thì phải làm gì? Chỉ có cách giữ giới thôi. Có phải quý vị giữ giới không sát sanh là không làm ác không? Giữ giới không trộm cắp là không làm ác không? Giữ giới không tà hạnh là không làm ác không? Giữ giới không nói dối, không đâm thọc, không chửi rủa là không làm ác không? Không rượu chè cờ bạc là không làm ác không? Rồi ngược lại làm lành nè: phóng sanh thay vì sát sanh, bố thí thay vì trộm cắp, chánh hạnh thay vì tà hạnh, nói lời chân thật, nói lời hòa giải, nói lời hiền lành thay vì nói dốc, nói đâm thọc, nói chửi rủa. Đó, cho nên mình làm ngược lại cái kia thì gọi là làm lành. Cho nên rồi cuối cùng là gì? Giữ tâm trong sạch, hay là phổ độ chúng sanh, rộng độ chúng sanh. Mà khi mà tâm mình trong sạch á, thì không có phạm những cái khác. Cho nên Đức Phật định nghĩa trong U Bà Tát Giới Kinh đó, thì định tức là giới, định tức là giới. Quý vị nhớ tại sao mình thắp ba cây nhang? Nhang giới, nhang định, nhang tuệ. Nhang thắp ba cây
Nhưng mà thật sự không cần ba cây nữa. Bởi vì trong định á, nó có giới có tuệ, trong tuệ có giới có định, trong giới có định có tuệ, cho nên thắp một cây cũng được, không cần nhất thiết phải đủ ba cây. Và khi chúng ta hiểu được cái đó đó, thì chúng ta thấy rằng tất cả các cái điều lành mà chúng ta làm không gì ngoài trì giới. Vì vậy Phật tử luôn luôn được khuyến khích quy y thọ giới. Mà quý vị thấy là một cái xã hội nó hiền lành là do gì? Do người dân người ta giữ luật. Thí dụ Pháp Hòa nói quý vị nghe, đi qua Nhật á, lên xe bus nha, mấy đứa nhỏ 6-7 tuổi đi xe bus với mình luôn, đi học á. Ở bên Nhật á, con nít á, cha mẹ không được đưa đi học. Ví dụ như dân ở khu này ha, thì sáng là nó hẹn nha, tất cả con nít ở khu vực này phải tập hợp ở một góc đường đó. Rồi nó sẽ cử một cái đứa lớn nhất cầm cây cờ, đủ số lượng mà nó phải hướng dẫn đi học á, là nó hất cờ lên cái là nguyên cái tớp đó đi theo. Cha mẹ chỉ được quyền đưa con đi học khoảng chừng tháng đầu thôi, để cho nó quen đường thôi, rồi sau đó nó tự đi. Tại vì người Nhật quan niệm là phải cho con mình independent, cho nó một cái gọi là dạn dĩ trong vấn đề đi đường. Quý vị biết nó lên xe bus, mình lên xe bus là mình thấy nít đầy cho cái giờ tan học hay là giờ đi học. Mình mà rớt một cái món đồ, rớt cái bus, tới hồi nửa ngày sau mình nhớ trực mình trở lại cũng còn đó. Còn không á, là cái đứa nhỏ mà nó nhặt được á, nó lại nó cầm hai tay nó đưa cho mình. Một cái đất nước mà nếu như người dân mà người ta giữ những cái điều luật á, thì tự nhiên nước nó an, có phải không? Thì mình cũng vậy thôi. Nếu mà gia đình mình mà ai cũng giữ được những cái điều mà đạo đức căn bản thì gia đình nó an. Vậy thì bây giờ đại khái mình đặt một câu hỏi là một đất nước, một nơi chốn mà được bình an do đâu ra? Do giữ giới. Do con người có giữ giới. Mà giới là gì? Là nhà Phật hay kêu giới luật. Bây giờ đại chúng cứ nhớ giới là gì? Một cái giải thích đơn giản thôi. Giới là đạo đức. Cho nên có nhiều nơi người ta không xài chữ giới, mà người ta nói đạo đức, định, tuệ, thay vì ta xài chữ giới. Mà tại sao gọi là đạo đức? Vì người có giữ giới thì đâu có làm những cái điều sai quấy. Mà không sai quấy là đạo đức rồi. Người xưa ta định nghĩa chữ giới là phòng phi chỉ ác. Phòng phi chỉ ác là phòng ngừa cái lỗi để ngăn chặn hoàn toàn cái ác. Cái lỗi á, là cái nhỏ, cái vô tình. Nhưng mà nếu mà không biết mà làm hoài nó lâu thành, lâu ngày nó thành cái tội. Ví dụ con nít ở nhà đó, mình để tiền cắt đi chợ về một đồng hay đồng mình không quan tâm, để mình nghĩ con mình nó nhỏ mà nó không biết. Nhưng mà khi nó hơi biết biết cái đó là tiền rồi đó, bắt đầu nó lấy. Mới đầu lấy nhỏ thôi, tại vì tuổi nó cỡ đó thôi, nó thấy 1 đồng là lớn, 2 đồng là lớn. Nhưng mà khi nó lên 15 tuổi á, thì nó thấy nó sẽ thấy tiền lớn theo tuổi của nó. Và nhất là những cái nhu cầu đi học. Cho nên rồi cuối cùng nó sanh tham là từ cái nhỏ, cái lỗi từ đầu là nó ăn cắp cái vặt đó. Cho nên nhiều khi Pháp Hòa hay để ý, nhà mình mà có con nít á, mà mình phải nên phòng phi ngay từ đầu. Vợ chồng nói chuyện với nhau, những cái lời thô cũng không để nó nghe. Đừng nghĩ rằng con nít nó không biết, nó không hiểu cái chữ đó là gì thôi, nhưng mà nó biết cái chữ đó là không tốt. Và nó học những cái chữ đó, nhưng mà tại chưa đụng duyên, nó chưa phát cái câu đó ra. Bữa nào mình đi về mình mới nghe nó nói. Ngày hôm qua có một em Phật tử, nó đâu chừng 3 tuổi à, con gái, cái Hòa gặp nó, Hòa mới dẫn chơi qua này. Hey boy, quý vị biết nó say qua, nó nói Hòa, ui giời ơi. Nó có 3 tuổi thôi, 3-4 tuổi gì đó. Thì quý vị thấy nó dễ sợ không? Cho nên có nhiều cái á, nó nhỏ lắm, bắt đầu mình tưởng nó không biết gì, cái mình nói này, nó say qua, nó nói, don't gossiping about me. Nó đừng có nói xấu tôi. Đừng có, quý vị thấy không? Con nhiều khi mình kể những cái chuyện tật đồ của nó hiểu mình nói cái gì hết á,
nó không có rành từng câu từng chữ, nhưng mà nó biết mình đang nói về nó, nó nhìn mình. Vậy thì ngay con nít nó đã biết cái đó. Chúng sanh mình á, mình chưa tu chứng, tật nguyền của mình còn nhiều lắm. Ngay cả khi mình đi sức, mình đi làm Phật tử, mình tu rồi, bất quá ai mà giỏi đó ha, tu giỏi đó là đem tật cất xuống, giấu xuống. Còn người nào không có là trời ơi, chỗ này là chỗ để mà phát triển tật. Tại vì sao? Tại vì mình nghĩ rằng mình có một cái gì đó đặc biệt. Cho nên á, cái tu á là tu cải hành vi, xả ác tùng thiện, ly dục tùng thiện giả. Tu là đơn giản vậy thôi, là chúng ta xả cái ác hành cái thiện. Nhưng mà cái chữ ác á, trong Phật Pháp nó không có nghĩa là khi nào mình đâm người, giết người mới kêu ác. Cái gì mà làm tổn giảm cho người khác đều là ác. Ví dụ mình nói một câu, mình hành xử một chút mà người khác tổn thương, đều là thuộc chữ ác. Tổn giảm là ác mà tăng ích là thiện. Cho nên mình làm cái gì mà tăng ích cho người, tăng cái điều thiện cho người là thiện hết. Cho quý vị mới thấy câu thứ hai, câu thứ ba khó lắm. Mà thật khó. Hiếm thay được làm người được rồi, nhưng mà hiếm thay sống đời an lành, hiếm thay nghe pháp chánh tâm. Bây giờ hồi đó mình muốn nghe pháp khó, phải đi tới chùa mới nghe được pháp. Mà ngày xưa chùa cũng ít thuyết pháp nữa, lâu lâu mới có những cái chương trình thuyết pháp thôi. Bây giờ là chùa nào cũng thuyết pháp mỗi tuần. Và chẳng những vậy, và bây giờ quý vị muốn nghe bất cứ thầy nào thuyết, quý vị chỉ cần lên Google, quý vị gõ một cái thôi là thầy đó hiện ra liền. Thành thử ra rõ ràng là mình có thần thông hay gì nữa. Tưởng tượng nổi không? Nếu mà 30 năm trước làm gì mình tưởng tượng nổi, có một ngày nào đó mình chỉ cần dùng bàn tay 5 ngón em vẫn kêu xa. Bấm mấy tiếng, mấy chữ thôi là bắt đầu các thầy khắp nơi trên thế giới hiện lên hết. Mà quý vị thấy á, hồi xưa trong kinh nói là ngồi một chỗ mà biết khắp đại thiên thế giới không? Bây giờ là mình đó. Chỉ cần ngồi một chỗ thôi, đại thiên thế giới này mình biết hết. Vậy là mình có thần thông rồi chứ gì nữa. Phải không? Nhưng mà cái đó chỉ thông thôi chứ chưa thần. Thần là gì? Là sức mạnh của tâm linh, mình biết mình đang làm gì nó mới thành thần. Cho nên ngồi đây ai cũng có tiền, nhưng không biết xài tiền là chưa có tài, mà chưa có thần, cho nên thần tài chưa tới. Nhà nào cũng thỉnh ông thần tài về thờ hết. Thưa đại chúng, tiền là tài đúng không? Chữ tài là bây giờ ngồi đây nè, người nào mà không có nhiều thôi, nhưng mà trong túi thế nào cũng có vài chục, đó là tài chứ gì nữa. Nhưng nếu chúng ta có tuệ giác, có hiểu biết, có biết cái cách dùng cái tiền của mình, thì mình là thần tài. Thần tài không phải ông nào khác đó, thần tài là mình. Thần tài là mình. Tiền xài đúng, tiền hiền như Phật. Bạc xài lầm, bạc ác hơn mang. À, lỗi lầm cũng bởi người ta, chớ tiền bạc nó luôn là vô tri. Quý vị thấy không? Chữ tiền là dấu huyền phải không? Cất dấu huyền là tiền là tiên. Để dấu nạn tiền rất tiện. Phải không? Mà nếu mà có tiền mà xài đúng cái tiễn. Mà nếu mà xài nữa, nó tiễn mình đi luôn. Cho nên cũng chữ ăn thua bỏ dấu à. Để dấu huyền là tiền, mà có tiền là thành tiên, mà có tiền thì rất tiện, mà phải biết xài thì nó rất là tiễn, còn nếu không là tiễn. Vậy thì quý vị thấy chữ thần chưa? Chữ thần là vậy đó. Cho nên trong kinh nói thần sông, thần núi, thần đất, thần lúa mạ, thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần hư không, thần ăn uống. Vậy thì thần trong Phật giáo là gì? Bây giờ thưa đại chúng nè, sau 6 tháng mùa đông, hôm nay quý vị thấy trời đẹp không? Trời thật là đẹp, ấm áp mà đẹp. Đây là thần chủ ngày. Cho nên người Mỹ ở đây á, họ quý những ngày hè như vậy lắm.
đi dọc bên đường đó là họ ra sân, họ họ ra sân họ đi chơi. Ngày hôm nay là ngày trời ấm mà rất đẹp, mà tuần này lại là long weekend nữa. Cho nên chữ thần á, thí dụ mình đang lạnh mà được vô nhà thần nhà, mình trời đang lạnh có được lò sưởi là thần sưởi, thần lửa. Chữ thần là vậy đó. Thần nghĩa là mình có đủ cái gì mà nó cho mình được cái hạnh phúc mà bất khả tư nghị, mà quan trọng là mình biết sử dụng nó. Cho nên quý vị thờ thần tài, thờ thần tài đó chỉ là một ý niệm nhắc nhở chúng ta. Hễ mà thần tài thì phải đi chung với gì? Thổ gì? Thổ địa. Thần tài là đi chung với thổ địa. Thổ là thổ địa là đất phải không? Mà mình thờ thần đất. Ai cũng làm chủ căn nhà mà. Mà nếu mà ông thần tài ổng nghỉ chơi mình thì cái nhà nó cũng phải bán. Thì thổ địa cũng là mình. Thổ địa là đất tâm. Tâm mà vững thì giữ được tiền. Tại vì theo quan niệm là thổ sanh kim, đất sanh ra vàng. Mà muốn muốn vàng mà giữ được ở đất, hay là đất giữ được vàng, hai cái đó hỗ tương với nhau. Tâm địa này, thường thường ta kêu tâm địa phải không? Tâm địa người đó hiền lắm, tâm nghĩa đều đó xấu lắm. Vậy thì địa này chính là đất, địa này là đất, mà đất này là tâm. Đó là cái ý niệm của người xưa muốn nhắn nhủ với chúng ta. Chứ còn thật sự ông thần tài đó, ông phạm lãi chứ ai. Ông thần tài mà quý vị đang thờ là ông phạm lãi đó, chứ không có ông thần nào tên thần tài đó. Là vì khi ông phạm lãi, ông từ quan rồi đó. Ông có của, ông đi khắp nơi ông bố thí. Chỗ nào nghèo ông bố thí. Mà riết rồi phạm lãi đi tới đâu á, người ta gặp phạm lãi rồi nói: ô, ông thần tài của mình tới. Cho nên khi ông phạm lãi ông qua đời đó, người ta tưởng nhớ đến ông và người ta tạc ra cái tượng của ông để người ta thờ và gọi là thần tài. Chứ thật sự nguồn gốc của ông thần tài đó chính là ông phạm lãi. Cho nên mình thấy rằng á, trên cuộc đời này á, pháp thì nhiều lắm, nhưng mà phải pháp chánh tông mình nghe mới được. Nhưng mà hãy pháp chánh tông mà đôi khi nghe nó nghịch cái lỗ tai mình. Tại vì người ta nói thật, người ta nói những cái điều chân lý cho mình nghe. Cho mình có phước lắm mình mới được nghe chân lý. Cho nên Phật tử rồi là phải tuyệt đối có chánh tính, chứ không có được mê tín. Thế nào sao kêu chánh tính? Ví dụ như bây giờ đó, một cái việc nhỏ là thờ Phật mà đi coi tuổi gì hạp với Phật nào để thờ đó là không được rồi đó. Trời đất ơi, mình thờ Phật chứ mình có phỉ báng Phật đâu mà sợ. Mình thờ Phật là có phước, học hạnh của Phật, chứ tại sao đi coi tuổi. Mà nếu mà có thật sự có tuổi nào mà nói: cô hạp Quan Âm nha, à, chú này hạp Thích Ca nha, ông này hạp Di Đà nha, đó nói dốc đó. Không có cuốn kinh nào nói cái đó hết. Quý thầy không nói tại sao mấy ông đó biết. Cho nên không cần đi coi tuổi. Mình thờ Phật là tốt. Pháp Hòa xin lỗi đại chúng là quý vị đi mua con chó, con mèo, con vịt để đầy nhà xong coi tuổi. Sao tôi hợp con gì với tôi đem gì tôi để chứ. Đem mấy cái con gì để đầy nhà hết không coi. Mà thỉnh Phật Bồ Tát về thờ lại coi tuổi. Thành nữ ra không cần coi mấy cái đó. Mình thờ là mình kính ngưỡng, học hành. Chụp hình cứ chụp thoải mái, đừng sợ ba người. Đại nhang đốt cũng ba cây, quy y cũng tam bảo, thấy không? Phước lộc thọ cũng ba người, phước lộc thọ cũng ba người. Mà tại sao mình không đứng vô mình chụp hình ấy? Phước lộc thọ. Mỗi mai mốt mà bà đang đứng chụp hình, những người nói: ê, tại sao chụp ba người, nó mắc gì cũng được, phước lộc thọ. Rồi người nào nó không được cũng được. Vậy mấy người được vậy? Bốn hả? Dách gì xăm say. Bốn là tử chết à. Rồi cái bà thứ bốn mà nó không được, được bốn là tử không được đâu. Thôi để tôi vô là năm. Rồi năm là gì? Ngũ quỷ. Nguyền quá. Thành thử ra mình nói cái nào nó cũng dính hết trơn hết. Phải không? Thành thử là quý vị từ đó quý vị thấy tất cả các pháp đều là Phật pháp.
mà con không rõ lại theo dòng vô minh. Vì thế trong trí bồ đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Mình thật sự là tự do thờ Phật, tự do làm lành, mà cứ bị mấy cái chuyện đó nó ràng buộc mình. Thế nên mình không có tự do. Cho nên được làm người, được sống một cuộc đời an lành, nhưng mà nếu có pháp chánh tông thì làm cho đời mình an lành hơn nữa. Nếu mà có pháp rồi đó, thì quý vị thưa đại chúng là nhớ là Phật dạy nè, người sống ở đời có bốn hạng. Một, từ tối ra sáng, nghĩa là từ khổ đau ra hạnh phúc á. Có nhiều người từ sáng ra sáng, là từ hạnh phúc này đi tới hạnh phúc nữa. Ngược lại có những người từ sáng đi vào tối, hoặc là từ tối đi vào tối. Vậy thì bây giờ nếu chúng ta sanh ở đời này, chúng ta rõ ràng là có thể tạm gọi đi ha, mình là người từ đã ở cõi sáng. Bây giờ cái quan trọng là học pháp để đi ra thêm sáng, chứ không thể nào từ sáng đi vào tối được. Cho nên đời sống lành ai cũng muốn hết á. Nhưng mà cái quan trọng là có phương pháp không? Có phương pháp nào để làm cho đời mình an lành không? Cho nên mình phải quy y pháp. Quy y pháp là gì? Là đi tìm tòi một con đường chân chánh để đi. Thưa đại chúng, mà bước lên xe mà bây giờ mà không biết đường đi là nhờ cái gì? Nhờ cái GPS đó, đi đường thôi mà cái cần cái GPS, cần cái bản đồ. Thế thì tại sao chúng ta sống ở đời mà chúng ta không cần bản đồ để đưa cuộc đời mình tới chỗ an lành, là bằng cách là nương tựa pháp? Thì tại sao phải sợ quy y? Quy là trở về, y là nương tựa. Quy y là trở về nương tựa, và trước hết là trở về nương tựa với người thầy của mình là Đức Phật. Nương tựa trở về với con đường dẫn mình đi tới chỗ an vui là pháp, chứ có gì đâu. Bây giờ quý vị cứ để ý, người ta mời mình đi cái mình hỏi cho tôi xin địa chỉ, không biết địa chỉ. Như Pháp Hòa đó, đưa địa chỉ cũng mù. Thôi nói cho em nghe đi, đi tới cây xăng đó quẹo, đi tới cái tiệm kia quẹo, em đi đường kiểu đó không? Không có biết đường mà đi. Nhưng mà hãy đi đâu là phải hỏi vậy đó. Thì bây giờ quý vị mình rất là tiện lợi là mình có cái phone, hay là trên xe mình đã có cái máy, là thậm chí hoặc là người ta mua, người ta bán sẵn. Nói chung là bây giờ đi đường không sợ lạc, mình có cái bản đồ chỉ dẫn đó. Sống ở đời đi đường cũng phải có, mà hồi xưa chưa có thì cái bản đồ, đi tới đâu mua bản đồ tới đó rồi mình tránh. Đó là pháp đó. Thế thì người Phật tử chúng ta, hay là con người sống ở đời, muốn có đời sống an lành là phải có phương pháp, gọi là nương tựa pháp. Nương tựa tăng. Nương tựa tăng là gì? Là đoàn thể. Đoàn thể sống lành mạnh là đoàn thể của những người tu hành. Đó, ví dụ vậy đây, ngồi đây là đoàn thể tu tập, biết nhường nhau, biết nhịn nhau. Còn nếu mình đi vô trong hãng cũng có đoàn thể của mình. Mình đi vô trong cái tiệm mình làm việc, bất cứ ở đâu mình tới đều có đoàn thể hết. Nhưng mà quan trọng là mình làm sao cho cái đoàn thể mình được hài hòa, thuận thảo với nhau. Cho nên cái câu là tự quy y tăng, đưa nguyện chúng sanh thống lý đại chúng, nghĩa là con trở về nương tựa với bản chất hòa thuận nơi con, để con đi đến đâu con cũng hội nhập được với tất cả, để đi tới chỗ nhất thiết vô ngại. Cho nên câu tự quy y tăng cũng là lời phát nguyện tu tập. Mình nương tựa tăng bên ngoài, mà nương tựa tăng ở trong mình. Mình có sự hài hòa rồi thì đi tới đâu mình cũng hội nhập được hết. Rồi câu cuối cùng là hiếm thai Phật ra đời. Trong kinh nói, nơi nào mà có các bậc thánh nhân xuất hiện là nơi đó có an lành. Thôi bây giờ Pháp Hòa không dám nói thánh nhân ha, thì mình nói đơn giản thôi. Quý vị thấy nơi nào có những bậc tôn đức tu hành đến đó thì tự nhiên chỗ đó có sự bình an. Mình nói đơn giản thôi. Ví dụ như gia đình mình đó, đang có nhiều cái hụt hẫng, ba mình hay mẹ mình hay là những người thân mình mà có đạo đức tới, tự nhiên mình thấy cái nhà mình nó an ổn.
Cho nên cái người mà người ta có tu á, ở nơi người ta tỏ ra cái đức, và người ta bước tới cái chỗ đó, tự nhiên làm cho chỗ đó được có một cái không khí gì nó lạ mà mình cảm nhận được cái đó. Nhưng mà ngược lại có những người họ sống nóng giận, phiền não, mình gần họ hồi mình cũng cảm được cái năng lượng đó. Có không? Nhà nào mà lạnh lùng quá bước vô vẫn cảm giác được cái nhà này sao lạnh quá. Nơi nào người ta ấm cúng tình nghĩa, mình bước vô mình vẫn cảm được đó. Huống chi là một Đức Phật, một người giác ngộ. Cho nên hiếm thai được làm người, hiếm thai sống đời an lành, sống hiếm thai nghe được diệu pháp, hiếm thai Đức Phật ra đời. Và Pháp Hoài chú ý tới cái chuyện là, thưa đại chúng, là cái chuyện ba cái đằng đầu đó: được sanh làm người, được sống đời an lành, được nghe pháp. Mà chính cái nghe pháp này nè, nó giúp cho mình có được một đời an lành. Mà chính cuộc sống an lành này, nó là cái phước duyên, nó đưa mình đến những cõi lành. Mà trong các cõi lành, mà cõi lành thấp nhất là loài người. Trong lục đạo đó, cao nhất là cõi trời, kế đến là Atula, kế đến là người. Mà dưới người cái là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên trong sáu cõi luân hồi thì hai cõi trên mình không biết với tới không. Không chừng hồi xưa cũng ở trên rồi, phải không? Nhưng mà rồi do mình ham gì dưới này đó không biết nữa, thì mình đi xuống đây. Thôi bây giờ mình ở trên rồi, nói mà nói gần thì trong các cõi mà từ cái cõi người đi xuống đi, thì quý vị thấy không? Con người mình đó là động vật tối cao trong các loài động vật. Con vật là có tất cả con vật. Rồi con người mình là cũng một loài động vật, nhưng mà mình thông minh hơn. Và mình á, cái cõi của mình á, cái cõi của mình á có khổ, có vui. Cho nên mình có sự sao nhận thức. Ví dụ ở cõi trời coi vậy mà cũng hơi khó tu, gì thuần vui không có khổ. Mà chính thuần vui không có khổ, cho nên không có ý thức được cuộc đời vô thường, ham chơi nhiều hơn. Nhưng mà nếu cõi địa ngục á là thuần khổ không vui, cho nên nó không phát tâm, nó đâu có thấy vui là gì đâu mà phải phát tâm cầu vui. Cho nên thôi đời tôi như vậy tôi chấp nhận. Nhưng mà cõi người mình khác, có khổ có vui. Cho nên mình nhận chân được khổ là gì, vui là gì, và muốn vui được làm gì, phải làm cái đó. Cho nên mình phát tâm mình làm, thì cõi mình, cõi người coi vậy mà cũng dễ tu. Bởi vì sao? Bởi vì cõi mình có đến, có đi, có được, có mất, có thắng, có thua, có vui, có buồn. Vậy cho nên bù qua đắp lại vậy mới sống nổi tới giờ đó. Cho nên ở cõi trời mà thuần vui thì không lo tu. Đi bạc ti không là hết giờ rồi. Ở trển là tổ chức tiệc tối ngày đó. Bí vị với ê tiên thì nhiều lắm. Đó. Ở cõi này mà mình mà chịu mà đi nhậu thôi, tuần nào cũng có chỗ kêu à. Nhưng mà rồi có chỗ ăn nhậu thì cũng có chỗ tu hành. Mà nếu mà người nào tu hành thì người đó sẽ tới chỗ tu hành. Cho nên thiên đường có, địa ngục có, mà có với ai? Thiên đường có với những người nào cầu thiên đường, địa ngục có với những người nào muốn địa ngục. Cho nên người ta định nghĩa chữ địa ngục là hữu vô. Hữu là hữu với ai? Hữu là có đó, có với ai? Vô là vô với ai? Cái nghĩa của chữ địa ngục là vậy. Bây giờ thưa đại chúng là ở đây có casino không? Nếu người nào thích casino là biết nó nằm đâu không? Nhưng mà nếu mình không thích casino biết nằm đâu không? Không. Vậy thì casino có, nhưng mà có với những người thích casino. Casino không có với những người không có biết casino, không thích nó. Địa ngục cũng thế. Địa ngục có với những ai cùng tâm niệm của địa ngục. Địa ngục không với những người không sống theo cái sâu ăn. Thì hôm nay Pháp Hòa trích một câu trong Kinh Pháp Cú để đại chúng thấy rằng á, chúng ta vượt được cái khó nào và chúng ta cần phải làm gì để chúng ta được, đã vượt được cái khó đó thì chúng ta làm gì nữa để chúng ta được tiếp tục. Trong đó có cái phần chúng ta được làm người, mà may thay cũng có Phật Pháp. Và nhờ, chính nhờ Phật Pháp cho nên chúng ta mới sống đời được như tới giờ phút này. Nếu không có Phật Pháp có lẽ mình khổ nhiều lắm. Mình đã từng khổ nhưng mà nhờ Phật Pháp mình vượt qua được tới giờ phút này. Vậy thì quá hiếm, quá khó, phải không? Và lần lượt
từ Phật Pháp dẫn mình đời an lành. Chính đời an lành đưa mình được sống một, nếu mình có trở lại thì cũng ở những cõi lành, mà thấp nhất cũng là cõi người. Mà nếu mà trở lại một làm người mà sanh được một trong gia đình chánh tín, biết quy hướng những điều lành thiện, thì đó là cái phước lớn của mình nữa. Đó, cho nên ngay cả quý vị thấy không, chó mèo đó, chó mèo nhà nào bây giờ nó lọt vô nhà nào vào nhà Phật tử đó, nó có phước rồi đó. Mình chăm sóc nó bằng cái cách ở đây đã đành rồi ha, rồi mình còn tụng kinh niệm Phật ở nhà, mở máy nghe giảng rồi đó, nó cũng được thấm nhuần. Và chắc chắn rằng khi nó bỏ cái thân chó mèo của nó đời này, nó sẽ được sanh về cõi lành nhờ người chủ nuôi nó cũng là một người biết hướng thiện. Thôi thì Pháp Hòa có mấy lời với đại chúng trong cái ngày lễ Phật Đản này, và mong đại chúng dựa theo cái bài kệ này để chúng ta quán chiếu, để nhận ra những hạnh phúc của mình, và chúng ta thấy chúng ta cần phải tu tập để chúng ta nuôi dưỡng cái phước lành, và nhờ cái phước lành này mỗi ngày mỗi tăng trưởng để đưa chúng ta đến cái chỗ lành thiện hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có câu hỏi không? Kính thưa đại chúng, nếu mà không có câu hỏi đó, thì Pháp Hòa có một thông báo như thế này. Thì như tất cả quý vị cũng đều biết đó, Phật Pháp mà được lan rộng là nhờ vào chư tăng chịu khó bằng Pháp. Chùa chiền mà hưng thịnh là nhờ vào sự phát tâm hộ trì của Phật tử. Thì quý vị là người hộ trì cho đạo tràng Phật Pháp, để cho quý thầy làm cái công việc hoằng pháp đúng như cái bổn nguyện, bổn phận, trách nhiệm của người tu. Thì năm nay thầy trụ trì ở đây với Pháp Hòa muốn tổ chức cho các em ở đây nó được tu tập. Vì vậy cho nên mùa hè năm nay sẽ là mùa hè đầu tiên tổ chức khóa tu cho các bạn trẻ tại tu viện Phổ Đức này. Các thầy ở trên Trúc Lâm sẽ kéo xuống đây trong một cuối tuần, vào các ngày 16, 17, 18, 19 tháng 7 năm nay. 16, 17, 18, 19 tháng 7. Thì các vị khuyến khích các em về tu viện Phổ Đức đây để tu tập. Các em có thể tham dự tuổi từ 13 tuổi trở lên. Có thể sẽ có một buổi cho các em nhỏ, nhưng mà không có dài. Thí dụ ngày 16, 17 các em lên đi, thì các em nào mà nhỏ đó, mình sẽ cho các em nhỏ tuổi hơn, tức là từ 7 tuổi tới 12 tuổi, thì mình sinh hoạt cho em một ngày thôi, để các em có niềm vui và có khái niệm. Nhưng mà cái chính là mình muốn truyền đạt cho các em tuổi từ 13 trở lên, vì tuổi đó nó tạm đủ cái nhận thức để nó nghe và hiểu mình nói gì. Thì Pháp Hòa rất mong quý Phật tử ở Calgary này, mà Pháp Hòa tin tưởng điều đó, Pháp Hòa tin tưởng rằng Phật tử Calgary sẽ rất đông, sẽ hưởng ứng cái chương trình cho các con em mình về chùa tu học. Và nếu như năm nay mình tổ chức thành công thì mình sẽ tạo thành một cái lệ, rồi mỗi năm các thầy xuống để hướng dẫn cho các em. Và thưa đại chúng, chúng ta thường nghĩ rằng tre già thì măng phải mọc, nhưng mà sofa là thấy chưa măng nào. Tre thì già sắp đi hết rồi, mà măng nó chẳng lú chẳng gì hết trơn. Cho nên đó là một cái điều mà thiệt sự, nếu quý vị hỏi Pháp Hòa đó, nếu bây giờ trong lòng Pháp Hòa mà cái mà nó canh cánh trong lòng nhất là gì, Pháp Hòa chỉ quan trọng mấy em nhỏ thôi. Còn thật sự á, làm chùa làm gì đó chẳng qua là duyên đến thì mình làm. Chứ còn cái mà Pháp Hòa lo nhất là làm sao cho các em nhỏ nó hiểu Phật, nó có được một đời sống an lành. Đó là cái mình muốn. Cuộc sống bây giờ á, càng ngày vật chất nó càng nhiều, mà các em nhỏ sống lên lớn lên nó đi theo cái chiều đó, mà nó không có được cái hướng, nó không có sai khi nó phải sử dụng đời sống vật chất.
Nhưng mà nếu nó có được cái phương pháp thì nó vẫn sử dụng cái đó mà nó an lạc hơn. Quý vị thấy bây giờ nó stress rất là nhiều, nó depress nhiều lắm lận. Tại sao? Tại vì nó để trong lòng nó nhiều thứ, nó không có nói ra được. Mà cha mẹ thì đôi khi một là không hiểu nó, hai là nó không nói được tiếng Việt, nó không cùng ngôn ngữ, nó không diễn đạt được cái nó muốn. Nó khổ lắm, khổ từ cái ngôn ngữ cho tới tư tưởng cách sống. Cho nên mà nếu mà trong gia đình mình mà được một đứa con mà nó phát tâm nó tu ngay cái thời điểm bây giờ đó, đó là đại phước của gia đình. Tại vì sao không phải nó tu được đời nó không? Mà nó hiểu tiếng Anh, nó sống ở xứ này đó, nó mang Phật Pháp, nó cái điều mà Phật Pháp cũng nói không có phải là mình gò bó trong một cái gì gọi là đạo Phật, mà con đường chân chánh để nó sống. Vì đạo Phật là đường lối để sống mà. Mà nếu như mà ngay cả chính chúng ta đây, nếu mà mình cứ hư hư rồi mà đạo Phật là phải dây dây là mình khổ lắm. Mà nếu mà chúng ta hiểu là đạo Phật là phương pháp để sống thì chúng ta sẽ vượt tất cả để chúng ta đới có một đời sống tốt. Cho nên Pháp Hòa rất là lo cái chuyện đó. Mà đi tới đâu mà thấy mấy em nhỏ nó đi chùa, nó nghe Pháp hay là nó tu là Pháp Hòa vui lắm. Mà mình phải quan tâm, chứ đừng có nghĩ ôi nói cho nó biết rồi nó đi cũng đi kệ nó. Thành thử ra là nếu mà kệ nó thì nó sẽ đi theo cái kệ đó của mình. Nhiều khi mình hay nói thấy thì tội mà thôi kệ đó. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Khổ lắm. Nên quý vị khổ chứ em cũng khổ nữa. Cho nên làm cái bản thông báo này đó, hình như là thầy có post lên là có copy không con? Mới in hả? Mới in chứ chưa có copy hả? Con không biết tiếng Việt, lời sao thầy cũng như con muốn cho em nó vô nhà. Nó không biết tiếng Việt hả? Dạ, cũng biết tiếng Việt nghe mà không có rành. Rồi giờ sao giờ khóa tu nữa tiếng Anh không à? Rồi giờ sao giờ giải quyết? Tại khóa tu nữa nó tiếng Anh không à? Có đi được không? Quý vị biết á, cách đây khoảng chừng mười mấy, 15 năm, 16 năm trước á, cái thời Pháp Hòa tổ chức khóa tu á, lần đầu tiên Pháp Hòa làm là 2001 á. Lúc đó có một mình Pháp Hòa thôi, mà 100 em. Vừa phải nấu ăn cho nó, không có cha mẹ nào lên phụ hết. Đậu ngay cửa, vô đi con. Thầy ở trọng á con. Trời ơi, 100 em nó vô. Vừa phải nấu ăn nè, vừa phải dạy học mà vừa phải chơi với nó. Mà hồi đó là tu gắt lắm, phải mặc áo tràng, phải niệm Phật, phải đi kinh hành, rồi phải trả bài trước khi đi về. Hết cái tớp đó rồi á, bây giờ cái tớp lớn á, mà nó được hấp thụ từ ngày xưa như thầy Đức Tạng rồi bây giờ đó, một số các em á, thì bây giờ các thầy có cái cách khác để dạy các em. Tức là không bắt mặc áo tràng niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật nữa, tu tập kiểu khác. Nghĩa là làm sao cho các em được ngồi lại bằng cái tuổi của nó, rồi nó có thể nó bày tỏ những khó khăn của nó. Nó chưa nói được với ai, nhưng mà tuổi tác của nó ngồi được. Và các bậc phụ huynh á, nhân khóa tu các vị dự đó, thì quý thầy sẽ ngồi lại quý vị và các vị phụ huynh sẽ bày tỏ những khó khăn của mình như đã ở trên Trúc Lâm đã làm. Bao nhiêu năm nay, một năm là ba khóa tu cho trẻ em, mùa xuân, mùa hè và mùa đông. Thì các phụ huynh mà dẫn con em lên dự tu á, giờ nó sinh hoạt là phụ huynh ngồi lại, ngồi lại nói những khó khăn của mình với con cái. Rồi người kia sẽ chia sẻ, em cũng có trường hợp giống chị, nhưng em đã làm cách này, em thành công. Mình học hỏi từng những người khác. Cho nên phụ huynh vẫn tham dự được, và phụ huynh sẽ có những giờ để ngồi lại với nhau, để chia sẻ những khó khăn. Ở trên Tây Thiên á, bây giờ đang có một cái hộp thơ.
Và mấy em đó hẹn với nhau là mùa đông năm 2020 nó sẽ tập hợp về Tây Thiên, nó mở cái hộp thơ đó ra, để những gì mà nó đã viết trong đó nó sẽ nhìn lại với năm cái thơ đó. Rồi nhớ nó, mấy đứa nó viết hồi 2014 thì phải, 14, 16 vậy đó. Và trên Tây Thiên đã niêm cái hộp đó lại và hẹn với nhau là năm 2020 sẽ mở cái hộp đó. Thì quý vị biết là, quý vị muốn biết là mai mốt là thầy Đức Tạng, thầy Tịnh Tạng, thầy Huệ Tạng, các thầy trẻ trên Trúc Lâm sẽ xuống đây hướng dẫn cái khóa tu đó. Và Pháp Hòa cũng sẽ xuống để hỗ trợ cho các em. Rồi Pháp Hòa cũng là một trong những single mom. Rồi mình sẽ ngồi lại với nhau để mình nói chuyện. Pháp Hòa hy vọng rằng quý vị nên khuyến khích và phổ biến tin này rộng cho các bạn bè của mình, và cùng khuyến khích các em về tham dự khóa tu này. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ thành tựu ít nhiều cái tâm nguyện của mình. Mình cứ làm đi, làm hết sức của mình, rồi mình có đi mình không có hối tiếc. Tại vì mình đã làm tất cả những gì mình muốn làm cho đời, cho đạo. Sẵn mình còn khỏe, còn trẻ, còn nói được với mấy em thì nên làm. Dạ, xin cảm ơn đại chúng. Chừng nào Phật tượng qua tới thầy? 2 năm nữa mới qua hả? 1 năm, 1 năm rưỡi, 2 năm. Phật sanh lâu vậy? Vậy hả? Làm hết 10 mẫu luôn. Vậy là sẽ thành là Nam Mô Lũ Khủ Phật. Bài 4 rồi quý vị, chỉ đứng chỗ Nam Mô Thập Phương Phật. Thì thật sự đó cũng là một công trình đó ha. Cái Pháp Hòa quan niệm nhỉ? Sau này mình cũng suy nghĩ á, mình đến ở xứ người, mình là cái người mang cái văn hóa của mình đến đặt ở đây. Và may mắn là đất nước này là đất nước đa văn hóa, phải không? Ở đây là xứ đa văn hóa. Thì văn hóa Việt Nam mình gọi đủ là văn hóa Phật giáo Việt Nam. Thì chúng ta muốn lưu lại đây những gì đó. Hôm rồi khi mình dựng tượng Di Đà đó, thì có một số người Mỹ ở cái vùng đó họ đến, họ đến họ cảm ơn Pháp Hòa. Rồi cái đây là cái câu họ nói. Họ nói chúng tôi cảm ơn thầy đã có mặt ở đất nước Canada này. Thì Pháp Hòa nói không, tôi phải cảm ơn quý vị, tại vì đất nước này đã mở lòng cho chúng tôi tới đây. Thì họ nói rằng đúng rồi, cái đó chỉ là một phần thôi, nhưng mà chúng tôi chỉ mở cửa để đón nhận quý vị, mà quý vị đã chịu khó làm cho đất nước này thêm đẹp bởi cái sự sống và sự tu tập và sự làm việc của quý vị. Đó là những người ngoại quốc họ nói trong cái ngày lễ Pháp Hòa dựng bức tượng Phật lên. Thì mình biết rằng có những người mà họ biết nhận thức thì họ có những cái nhận thức lành mạnh về chúng ta như vậy. Cho nên mình cứ làm, thí dụ mình con cháu mình mà nó sống tốt thì nó cũng đóng góp một phần, và mình cũng hãnh diện là đi tới đâu người ta cũng nói người Việt làm được việc đó, phải không? Mà nếu mình lỡ mà nó sai đường lạc lối thì mình cũng ảnh hưởng. Cho nên rồi thì thôi, thì chúng ta cố gắng làm hết sức của mình. Thì ở đây bây giờ có tu viện Phổ Đức rồi ha. Gặp mà được thầy trụ trì là quảng điền nữa. Quảng là rộng mà điền là ruộng mà, thôi giờ điền bây giờ là ruộng lớn. Thì đây là cái nơi mà tổ chức khóa tu rất tốt, thầy đại chúng cùng về tham dự. Quý vị dẫn các em tập hợp ở đây. Trời ơi, ông viết tiếng Anh không, mình đọc không ra. 6 giờ chiều. Hộ khủ Phật là ai? Ai thường nghe nói là Phật không, nhưng mà con không biết sư phụ của Phật. Trời, quý vị có nghe câu hỏi không? Có một câu hỏi là sư phụ của Phật là ai? Sư phụ của Phật là sư Phật. Thưa đại chúng, câu hỏi rất là hay. Thật ra thì hồi nào giờ cũng không ai nghĩ tới, phải không? Hoặc là có người nghĩ mà không hỏi.
Thì nhờ câu hỏi đó thì Pháp Hòa có cơ hội được giải thích thêm. Quý vị cũng biết á, Thái tử Siddhartha bỏ cung vàng điện ngọc đi xuất gia và tầm sư học đạo. Trong suốt 6 năm đó, Ngài đã tìm tới rất nhiều những vị đạo sư thời đó, và Ngài đã thành tựu được hết tất cả những gì các đạo sư đó dạy. Nhưng mà khi Ngài tới điểm đó rồi thì Ngài vẫn thấy rằng chưa thỏa mãn được cái điều mà Ngài muốn, vì nó cũng lần quẩn ở trong cái vòng khổ đau sanh tử đó. Thì cuối cùng á, Ngài đã tìm tới gốc cây bồ đề đó, Ngài thiền đó. Thì có người hiểu rằng á, Đức Phật ngồi chỗ 49 ngày, nhưng mà theo lịch sử là Đức Phật ngồi những địa điểm khác nhau trong 7 tuần lễ đó. Và mỗi một tuần đó là Ngài thiền quán một vấn đề. Đến cái tuần thứ 7 á, Ngài ngồi dưới gốc cây Tất Bát La đó, cây Pipala đó, và Ngài đã chứng đạt được, là Ngài đã giác ngộ hoàn toàn ở cái tuần thứ 7 đó. Vậy thì bây giờ mình đặt một câu hỏi là Ngài chứng ngộ là chứng cái gì mà đây gọi là thành Phật? Nếu mình nói là Ngài chứng quả thành Phật thì mình phải đặt là Ngài chứng cái gì, Ngài ngộ cái gì mà được gọi là Phật? Thì xin thưa đại chúng là Đức Phật đã giác ngộ được một cái lý duyên sinh. Duyên sinh là gì? Là tất cả các sự tượng sự vật ở đời này, tất cả đều do duyên mà có, chứ không phải tự thể nó có được. Ví dụ cái chùa, cái tu viện Phổ Đức này có phải duyên sinh không? Duyên sinh. Nếu mà nói về building á, cái tòa nhà này đó là gỗ nè, đinh nè, sơn nè, đủ thứ các loại để tạm gọi là một cái nhà, phải không? Rồi thầy trụ trì muốn tạo mãi cái này thì quý vị cũng phải kết duyên với thầy, đóng góp thầy mới có, thầy mua chứ. Rồi thầy mua xong rồi quý vị phải về đây tạo duyên với thầy, sửa chữa nó mới thành ra như vậy chứ. Một mình thầy làm được không? Không. Một mình cái ngôi nhà này nó không có. Một mình thầy không thể mua được cái này, một mình thầy không sửa được cái này. Rồi bây giờ hôm nay đại lễ này một người tổ chức được không? Không. Phải nhờ người nấu ăn, người làm việc. Thì tất cả các gì, những gì chúng ta có ở đời này mà được á, đều là do duyên hết. Thí dụ cái hoa này có phải do duyên không? Hạt nè, để xuống đất nè, nắng nè, nước nè, đất nè, mọi duyên. Rồi nó mọc ngoài rừng, ngoài vườn vậy đó, phải có người cắt nó vô, rồi có người cắm nó. Như vậy cái bình hoa này tự mình nó có được không? Không. Bình hoa này là do duyên. Mà bây giờ nếu mà cắm bình hoa hồng không cũng đẹp, phải nhờ cái này thêm chút lá chút, mọi thứ chút, để một bình hoa nó đẹp hơn. Quý vị thấy không? Tất cả mọi hiện tượng sự vật các pháp ở đời này là do duyên sinh. Mà đã là duyên sinh thì không thật có, chỉ là tạm có thôi. Thí dụ bình hoa này để vô duyên sinh nè, mà thật mãi mãi như vậy không? Không. Hai tuần nữa thì một tuần nữa là nó heo. Đã là duyên sinh là tạm có, phải không? Mà đã là tạm có thì không có gì thật. Mà chính không có gì thật, nhờ tất cả các pháp do duyên sinh, nhờ do tất cả duyên sinh cho nên cái gì cũng tạm có mà không thật có. Vậy thì cái gì chúng ta có được bây giờ nhớ là tạm có. Đời này là cõi tạm, thân này là thân tạm, sống ở đây là sống tạm. Vậy thì cái gì cũng là do duyên sinh và tạm có. Mà nếu là không có cái gì thật có thì có cái gì để mình dính mắc mà mình khổ đâu? Đức Phật không có thầy, mà Đức Phật là người tự chứng ngộ. Cho nên trong nhà Phật có hai loại trí tuệ. Trí tuệ mà do thầy mình chỉ dẫn cho mình, soi sáng cho mình là gọi là trí tuệ hữu sư. Nghĩa là trí tuệ có thầy chỉ dẫn, gọi là hữu sư trí. Còn trí tuệ do mình tự giác ngộ, tự biết, không có ai chỉ dẫn, đó là vô sư trí. Quý vị hiểu ý không? Đức Phật đã ngồi thiền tu theo các vị, thậm chí Ngài cũng tu khổ hạnh như các vị,
6 năm khổ hạnh chốn rừng già mà. 6 năm tầm đạo chốn rừng già, khổ hạnh ai bằng Sĩ Đạt Ta. Chim hót trên vai sương phủ áo, dư hư kề dưới gối tuyết đơm hoa. Nếu nói tới cái cực khổ thì không ai bằng Thái tử Sĩ Đạt Ta, Đức Phật của chúng ta cả. Nhưng mà Ngài đã đi tìm Thầy, nhưng mà cuối cùng không đó những vị Thầy nào có thể giải quyết được hết. Và Ngài đã tự Ngài ngồi thiền và Ngài thấy được. Pháp Hòa ví dụ cái thấy của Ngài. Khi Ngài ngồi thiền, Ngài thấy rằng cái giác ngộ của Ngài, cái tuệ giác của Ngài cho thấy rằng không phải chỉ có một hành tinh con người này, mà xung quanh trái đất này còn những hành tinh khác, mà Đức Phật trong kinh gọi là còn những thế giới khác ngoài thế giới này. Bây giờ khoa học mới chứng minh có những hành tinh như là Mars, Mercury, Jupiter, vân vân xung quanh các hành tinh con người. Ngày xưa Đức Phật không có cái máy soi vi trùng, vậy mà Đức Phật thấy ở trong nước có vi trùng nhiều đến mức độ Phật dùng cái từ là trong bát nước có 84.000 con vi trùng. Thật sự ra không có ai mà đếm được 84.000 con gì cả. Nhưng mà bên Ấn Độ ngày xưa có con số 84.000 là để biểu thị cho cái gì số nhiều. Cái gì nhiều là kêu 84.000 hết. Thí dụ như 84.000 pháp môn, 84.000 phiền não. Cái gì mà nhiều thì gọi là 84.000. Giống như bây giờ mà người Việt Nam mà nhiều quá kiểu gì, hằng hà sa số. Nhưng mà thưa đại chúng, hằng hà sa số không phải tiếng Việt. Chữ hằng hà sa số là nguyên từ Ấn Độ. Đức Phật đã dùng số cát ở dưới sông Hằng để ví dụ. Hằng hà là sông Hằng, sa số là số cát. Như vậy dịch cái chữ hằng hà sa số là số cát sông Hằng. Mà Ấn Độ mới có sông Hằng chứ làm gì bên Việt Nam mà có sông Hằng, Trung Quốc làm gì có sông Hằng. Vậy thì người Việt Nam chúng ta đã xài cái chữ hằng hà sa số là xài từ trong kinh Phật. Mà bây giờ nó trở thành cái tiếng Việt luôn rồi. Cái gì nhiều quá kêu là gì? Hằng hà sa số. Làm sao đếm được số cát sông Hằng? Bây giờ đừng nói nắm trên tay một nắm thôi, đếm còn không nổi nữa, chứ đừng nói là cả cái cát ở dưới sông Hằng. Đức Phật đã thấy một quá trình một đứa nhỏ trong bụng mẹ trong 10 tháng nó chuyển biến như thế nào, bằng chứng trong cái kinh về lại kinh gì? Kinh báo hiếu phụ mẫu đó. Tháng thứ nhất dường như sữa đặc vậy đó, thấy không? Tháng thứ hai như cục huyết ngưng, 3 tháng đã tượng ra hình, vân vân. Ngủ 5 tháng ngũ thể hiện sinh rõ ràng, tháng thứ 6 lục căn đầy đủ, 7 tháng thì đầy đủ vóc hình, đủ bộ cốt xương, lại thêm đủ lỗ chân lông, cộng chung đến số 84.000. Tháng thứ 8 hoàn toàn tạng phủ, 9 tháng thì đầy đủ vóc hình, 10 tháng thì đến kỳ sinh, nếu con hiếu thuận xuôi mình ra luôn. Bằng ngỗ nghịch làm buồn thân mẫu, nó vẫy vùng đạp gấu lung tung, làm cho cha mẹ hải hùng, sự đau sự khổ không cùng tỏ phân. Đức Phật thấy cái đó. Chẳng những vậy, Đức Phật thấu đáo chúng sanh. Có một ví dụ, Đức Phật thông cảm cho cái khổ của người nữ trong kinh nè. Đức Phật nói người nữ có 5 cái khổ. Một là thân thể dơ hàng tháng. Hai, phải làm vợ của người ta. Thứ ba, phải sanh đẻ. Thứ tư, phải tình cảm chịu khổ. Thứ năm, lúc nào cũng là cái người sống bằng cả cái tình cảm khổ lụy của mình. Quý vị có đồng ý điều đó? Bây giờ mình giàu có cỡ nào, nhưng mà phận người nữ lúc nào cũng phải làm một người của người khác, làm vợ, để cho người ta, xin lỗi, ta có con, người ta mình sanh con cho người ta. Cho nên nếu Đức Phật không là người chứng ngộ thấu đáo từ cái mọi cái bên ngoài cho đến mỗi chúng sanh, Đức Phật không nói được cái đó. Chẳng những vậy, vợ chồng mà có một lần Đức Phật tới nhà của ông cấp cô độc, thấy bà dâu đang ở phía sau nhà chửi bới sùm. Phật tưởng đâu nhà có chuyện gì, Phật hỏi trưởng giả Tu Đạt, hôm nay nhà trưởng giả có việc gì mà ồn thế? Ông Tu Đạt ông nói trời, nãy giờ con cố nói lớn để con che ác cái tiếng con dâu của con,
nó kỳ cục lắm. Từ ngày cưới nó về nhà con không ánh trăng thề. Thường thường nó nói từ ngày có em về nhà mình toàn ánh trăng thề, phải không? Mà cái tiếng kia không à. Chứ không có ánh trăng thề. Con dâu của con đó, Bạch Đức Thế Tôn, nó là dâu con mà nó hỗn hào, nó kỳ cục lắm. Đợi khách về hết, Đức Phật gọi cô dâu đó ra. Đức Phật nói: cô làm dâu nhà này được bao lâu rồi? Cô có vui buồn gì không? Sau đó Đức Phật nói: bây giờ tôi nói cho cô nghe, dâu có 7 loại, vợ có 7 loại, cô muốn làm loại nào? Vợ như mẹ, vợ như anh, chị, vợ như đầy tớ, vợ như bạn, vợ như giặc cướp, vân vân. Sau khi nói xong, Phật mới giải thích từng loại vợ cho cô nghe. Nhưng mà thật sự khi Đức Phật nói 7 loại vợ cũng là 7 loại chồng. Có nhiều khi chồng như đầy tớ, chồng như chủ cả, chồng như là cha mẹ của mình, 7 loại. Thì Pháp Hòa thưa như vậy để cho đại chúng thấy, rồi quý vị nếu có cơ hội quý vị đọc trong kinh là quý vị sẽ thấy rằng Đức Phật rất là chi tiết cái tâm niệm của chúng sanh. Có nhiều lúc á, khuya mà Pháp Hòa, bữa khuya mà mình dở kinh ra mình đọc á, có nhiều lúc những cái câu chuyện rất bình thường, rất đơn giản mà Phật chi tiết chỉ mỉ ra, mình chỉ ngồi xá và khóc thôi. Khóc mà thương Phật, mà cái gì Phật cũng nói hết. Vậy thì Phật là người thành tựu mà không do thầy chỉ dẫn. Cho nên sau này các truyền thống Nam Tông người ta quy y Phật á, quy y Phật, con xin quy y Phật, người giác ngộ không thầy chỉ dạy. Mà Đức Phật là người đạt được cái vô sư trí. Còn bây giờ mình á, hữu sư trí mà nhiều khi còn không rồi. Mới giảng xong đứng dậy quên hết trơn. Cho nên Phật nói trong kinh á, người nào mà nghe xong rồi đứng dậy quên hết á, quý vị biết Phật gọi là trí tuệ gì không? Trí tuệ như bắp vế. Tại sao gọi là trí tuệ như bắp vế? Phật nói ví dụ như để kẹo trên cái bắp đùi nè, này như mấy bác ngồi vậy nè, đó, để kẹo lên, đứng dậy thì kẹo nó làm gì? Nó rớt hết trơn. Bây giờ mình cũng vậy, nghe nhiều cũng để trên bắp đùi vậy đó. Đứng dậy cái sao? Tụt lốt hết. Đó là trí tuệ như bắp vế. Còn trí tuệ như lật úp là lật úp lại thì nhiều nó vô đây. Cho nên hay lắm. Bởi vậy khi mà đọc rồi mình mới thấy mình ca ngợi Phật là bậc nhất thiết trí là đúng. Nghĩa là gì? Bậc trí tuệ biết toàn diện, biết tất cả, ngõ ngách tâm của chúng sanh Phật biết hết. Thí dụ như làm chồng, Phật cũng nói cái cách nào để mình làm chồng. Làm vợ, mấy cô mà nghe này mới thương Phật nè. Phật dặn mấy ông chồng nè: một là phải kính nể vợ. Mà Phật còn dặn nghe, kính nể đi trước, ân ái theo sau. Phật dặn kỹ vậy đó. Thứ hai, phải giao quyền cho vợ nắm tiền bạc trong nhà. Nhưng mà khi mà Phật nói xong rồi, Phật qua mấy cô Phật nói lại nha: phải kính nể chồng, chồng kính trọng đi trước, ân ái theo sau. Chồng có giao tiền cho mình giữ, mua sắm phải chừng mực. Mua sắm phải chừng mực, không nên phung phí. Tại vì ngày xưa là người vợ là không đi làm. Mà bây giờ cho dù mình có đi làm đi nữa, quý vị cũng thấy là mình cũng phải có những chi phí khác. Nói chung là income cao mình xài nhiều, phải không? Cho nên Phật rất là tâm lý. Rồi Phật dạy nè: thầy đối với trò bao nhiêu việc, trò đối với thầy bao nhiêu việc, người làm đối với chủ, chủ đối với người làm. Quý vị muốn biết cái bài kinh đó đó, nên về mở gõ Google Kinh Thiện Sanh hay là Kinh Lễ Bái Sáu Phương. Kinh đó Phật nói đủ, không thiếu gì hết. Đạo nghĩa thầy trò, cha mẹ, anh em, chủ tớ, Phật nói đủ hết. Kinh Lễ Bái Sáu Phương hoặc là Kinh Thiện Sanh. Tại vì nhân cái ông nhỏ, cái chú, cái người trẻ tuổi tên là Thiện Sanh, sáng nào cũng ra cửa lại sáu phương. Phật đi ngang, Phật hỏi ông lại làm chi vậy?
Ông nói dạ con không biết, ba con hồi sống ông lại sáu phương, giờ ông chết rồi con cũng lại theo. Phật nói trong Phật pháp của tôi cũng có lại sáu phương. Nhưng mà phương Đông là tượng trưng cho gì, phương Tây là tượng trưng cho gì? Thí dụ như phương Đông là cha mẹ, phương Tây là thầy bạn, thí dụ vậy đó. Thì sáu phương đó là tượng trưng cho lục thân quyến thuộc của mình. Hay lắm đó. Thì Phó Hòa tạm giải thích vậy ha. Đức Phật là người vô sư trí, người không có thầy chỉ dẫn. Nhưng mà cái giác ngộ của Đức Phật là tất cả các pháp đều do duyên sinh. Rồi bây giờ đã là duyên sinh thì nhất định trong đó phải có vô thường, phải không? Phải vậy không? Thí dụ nè, hoa này nó tươi rồi nó héo, rồi nó héo xong cái thì mình dục xuống đất cái nó làm phân bón, phân bón nuôi dưỡng cây khác. Vậy không phải duyên sinh là gì? Nó phân bón nó nuôi cho cái khác nữa, phải không? Cho nên khi quý vị đi đổ rác đó, quý vị phải đọc bài kệ đổ rác để chứng ngộ. Một thùng rác bẩn, một bông hồng tươi, muôn vật chuyển hóa thường trong vô thường. Một thùng rác bẩn, một bông hồng tươi, muôn vật chuyển hóa thường trong vô thường. Cái hoa này nè, mình thấy nó đẹp vậy chứ thật ra nếu mình nhìn kỹ bằng bát nhã trí tuệ thì này, hoa này làm bằng gì? Làm bằng rác. Tại vì nếu không có rác thì không có phân, không có phân thì làm gì nuôi được nó nữa. Cho nên ngay cái đẹp đã thấy bản chất. Giờ mà nếu mà mình thấy đẹp đây nhưng mà nó làm từ dơ, chính thấy như vậy cho nên sạch cũng là dơ, dơ cũng là sạch. Gọi là gì? Không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt, Bát Nhã Tâm Kinh đó. Phải không? Cho nên mình thấu đáo một lý, các lý mình thông. Thấu được lý duyên sinh là có tất cả tuệ giác khác. Đó. Cho nên mình tụng Bát Nhã Tâm Kinh là vậy đó, để cho mình có được. Thí dụ bây giờ quý vị nè, Pháp Hòa uống miếng nước vô, ly này nó giảm không? Giảm, nhưng mà nó tăng ở đâu? Tăng trong bụng. Rồi một lát nữa, cái 2 tiếng sau mình giảm đây, tăng kia. Có phải bất tăng bất giảm không? Mình xúc một muỗng đất từ một cái lỗ này đắp qua bên kia, bên này giảm mà bên kia tăng. Vậy thôi. Bây giờ Pháp Hòa đã vắng mặt ở Edmonton thì Pháp Hòa đang hiện ở Calgary, phải không? Rồi sáng ngày mai Pháp Hòa ẩn ở Canada thì Pháp Hòa hiện ở Mỹ. Như vậy thì ẩn đây hiện kia, tất cả là duyên sinh. Mà đã là duyên sinh là có vô thường. Mà đã là vô thường là nhất định phải có nhân quả. Nhân quả phải nhờ vô thường. Ví dụ gieo cái nhân xuống đất, nếu không có vô thường cái hạt đó làm sao nó nở lên thành cây được. Vậy thì nhờ vô thường hạt bắp mới lên cây bắp. Nhờ vô thường cho nên một đứa nhỏ trong bụng mẹ nó mới lớn, nó sanh ra. Vậy thì vô thường cũng chưa chắc đã là khổ. Nhờ vô thường cho nên người khổ mới được vui. Nhờ vô thường cho nên mình buồn mới có ngày vui. Mình hạt từ một cái hạt cây mới có cái cây, cái trái. Không có vô thường thì mọi chuyện nó đứng yên chỗ hết sao? Thấy không? Cho nên Đức Phật giác ngộ tất cả các lý đó. Mà thưa đại chúng nhớ là Đức Phật không hề tạo bất cứ một đạo lý nào. Đức Phật không tạo lý nhân quả, Đức Phật không tạo lý duyên sinh, Đức Phật không tạo vô thường. Vô thường, duyên sinh, vô ngã, nhân quả là những gì đang có hiện hữu trên thế giới này, trên thế gian này. Chẳng qua chúng ta không thấy, không biết thôi. Đức Phật chỉ, Đức Phật chỉ cho mình biết. Mà chỉ thì gọi là khai thị, để cho chúng ta ngộ được cái đó và chúng ta nhập sống được với nó. Thì Đức Phật, mục đích của Đức Phật ra đời 4 chữ: khai, thị, ngộ, nhập. Hiểu không? Rồi mời chị. Nghe mấy thầy nói là đắc quả là đắc quả thì làm sao để biết là cái thầy đó đắc quả? Ví dụ có một cuộc thi hay làm sao mà biết thầy? Quý vị hiểu ý câu hỏi không? Ý là giống như mình tu mình chứng rồi sao mình biết mình chứng? Thường thường quý vị thấy người nào mà khó ưa nó nổi chứng rồi. Đó, ông nó không chứng rồi đó. Thưa đại chúng như thế này, cái sự giác ngộ chứng đắc trong nhà Phật không thể giải thích được chỗ đó.
Pháp Hòa ví dụ, bây giờ á mình ăn sầu riêng mình thấy ngon, Pháp Hòa lên đây, Pháp Hòa ngồi đây, Pháp Hòa thuyết trình về sầu riêng. Pháp Hòa thuyết trình cỡ nào, quý vị cũng chỉ có khái niệm sầu riêng mà không thật chứng được sầu riêng. Ví dụ Pháp Hòa nói, sầu riêng á, nó có cái mùi như chao, mà nó thật là chao không? Không. Pháp Hòa nói sầu riêng nó có cái mùi như gas, bị leak. Không đúng. Sầu riêng nó mềm mềm như là đậu hũ, hay là cái gì đó, nói cũng được. Pháp Hòa có giải thích cỡ nào đi, quý vị cũng không có biết gì về sầu riêng, bất qua là tưởng tượng. Bây giờ muốn biết phải không? Lấy muỗng, múc muỗng sầu riêng để vào miệng, chậm hệt. Tại vì cái chỗ đó mình mới là cái người nhận ra được. Bây giờ Pháp Hòa chứng đi, Pháp Hòa nói tôi chứng ngộ, quý vị tin không? Một là quý vị nói này khùng chứ chứng gì. Tại vì mình nghĩ đời này đời này mà làm gì có người tu chứng, phải không? Còn hòn không nữa đó, mình nói người ta ngạo mạn cống cao, chưa gì đã khoe khoang mình chứng, cho nên người ta nói chưa chắc mình đã tin. Mà nếu mình tin cũng tin thôi, chứ mình không cảm nhận được cái chứng của người đó. Cho nên người xưa định nghĩa nè: như nhân ẩm thủy, lãnh noãn tự tri, như người uống nước lạnh nóng tự biết. Bây giờ Pháp Hòa cầm ly nước, quý vị hoàn toàn không biết một cái gì ly nước này nóng lạnh như thế nào hết. Chỉ có Pháp Hòa uống, Pháp Hòa nói nóng nha, nóng là đối với Pháp Hòa nóng thôi. Thí dụ bây giờ một cái ly nước ấm mà đưa con nít là nó quá nóng, nhưng mình nói cái này ấm mà con, bởi vì cái sức chịu đựng của mình được cái sức nóng đó, con nít nó không được. Cho nên cái tầng chứng ngộ đó không cùng thì làm sao nói. Quý cô hiểu ý không? Rồi cuối cùng Hòa kể câu chuyện khác, chuyện cũ. Bà già nói một cô gái đẹp ôm ông thầy, nói thầy ơi thầy cảm thấy làm sao. Thì ông thầy mới nói được cái chỗ tu của mình đó, tôi bây giờ giống như một cây khô dựa trên một vách núi lạnh, nghĩa là tình cảm tôi chết rồi, tôi không có cảm giác gì với cô nữa đâu, cô đừng có nghĩ gì hết á. Nếu mình như vậy là mình lại thầy tu quá quá cao, tu đến mức độ là không còn sanh tình cảm nữa. Nhưng mà bà già này bà tu cao hơn, bà nói ông thầy này tu chưa tới, tu mà để biến mình thành đá lạnh nguội như vậy là không được. Bà không thèm ủng hộ nữa. Thời gian sau thấy tội, bà ủng hộ, nhưng mà lần này bà thử nữa, bà kêu một cô gái đẹp hơn ôm ông thầy lần nữa, nói thầy ơi bây giờ thầy cảm thấy sao. Lúc này ông thầy mới trả lời, tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết. Quý vị hiểu được chỗ đó không? Hai người mình ôm nhau, tôi cảm sao, tôi biết, cô cảm sao, cô biết. Bà già là người thứ ba không thể biết điều đó. Không phải là không cho, nhưng mà có nói cỡ nào bà có ôm đâu mà bà phiêu. Quý cô hiểu câu chuyện đó không? Cho nên câu chuyện đó chị đi muốn nói với chúng ta rằng cái sự nhập ngộ nhập đó, cái chữ mà chúng ta cảm được á, không thể nói. Bây giờ Pháp Hòa nói cái đơn giản nè, quý vị ăn chay quý vị thấy ngon không? Nhưng mà người ăn chay không được ăn thấy ngon không? Không được. Mình nói trời cái này ngon, trời tôi thấy ngon gì đâu, lạc nhất, không có mùi vị gì hết. Mình ăn chay được, mình thấy rất ngon và ăn rất dễ. Cái đơn giản nhất là ăn thôi. Mà người không ăn được một buổi cũng đã khổ rồi. Mà thậm chí có nhiều người nguyện ăn chay một ngày, nhưng mà ngày rằm phát nguyện ăn chay, nửa đêm thức dậy thở dài, giữa đón đêm khuya chờ Phật ngủ, nướng khô vừa chín miệng vừa nhai. Tại vì sao? Đợi 12 giờ là Phật ngủ rồi. Trên thực tế, nếu nói trên thực tế lý thuyết, 12 giờ đã qua ngày, nghĩa là mình được quyền ăn mặn rồi đó. Nhưng mà bao nhiêu đó thôi là cũng thấy là khổ quá trời khổ, nghĩa là không đi ngủ nổi mà chờ thức đổ 12 giờ để ăn cho được một cái món mình thèm để rồi đi ngủ. Đó, Pháp Hòa chỉ nói vậy thôi rồi quý vị thấy nè. Rồi bây giờ gặp quý thầy nha, bữa nào mà khổ đó biết không? Tôi đi tu mà nói hoài không thấy tu. Khổ thôi, hết khổ rồi là thêm chữ hú. Ai cũng nói đi tu sướng,
trong đầu mình nghĩ vậy, hỏi sao sướng, tôi không lo, không dám đâu. Quý vị chỉ có một cái bill vài trăm mà lo bạc đầu, mấy thầy nguyên cái chùa lo trọc đầu. Cái chỗ đó ai mới thấm được. Thí dụ như thầy trụ trì đây mà trước kia thầy chưa làm trụ trì, Pháp Hòa có nói với thầy, thầy cũng nói gì nghe ghê vậy, tôi thấy đâu có dữ vậy. Nhưng mà khi mình ở cái vị trí trụ trì rồi mình mới hiểu được, phải không? Mình là người thường đây nè đó, chúng đi chùa nè, ai đi cũng được, ai buồn ai giận mặc ai. Nhưng mà ông thầy trụ trì cũng được, ông thấy người kia buồn ông phải tìm cách ông dỗ, ông thấy người kia bỏ là kiếm cách ông kéo. Tại vì đó là bổn phận của trụ trì, bổn phận của người làm đạo. Cho nên cái chỗ chứng, chứng ngộ trong nhà Phật có chứng, nhưng mà chứng cỡ nào, phải không? Chứng ở bao nhiêu phần trăm, mà nói tóm lại là không thể giải thích, trừ khi nào mình cùng cái cảm nhận đó, mình cùng cảm nhận đó. Như là ví nãy bây giờ Pháp Hòa ví dụ ăn uống hay là mọi vấn đề. Bây giờ quý vị tới một đứa nít á, quý vị nói yêu khổ lắm con ơi, nó nói má nói gì vậy? Tại vì nó chưa. Nhưng mà khi mà nó ở trong cái hoàn cảnh đó khổ rồi, bắt đầu mình nói, hai tâm hồn đau khổ gặp nhau đó, biết không? Nó mới ráp lại thành hai tâm hồn đau khô. Nó nói mới cùng đó. Cho nên người nào mà nghe nhạc tình cảm, chuyện tình tay ba tay bốn mà đau khổ là đã từng. Còn như mình giờ không có gì hết, nghe vậy thôi chứ không có feel được cái đau khổ của cái đó. Cho nên là Pháp Hòa tạm giải thích như vậy. Chứng thì, mà trong kinh còn nói đó, nếu mà người nào chưa chứng mà tự xưng mình tu chứng là người đó mang tội nói dối lớn, gọi là đại vọng ngữ. Còn bây giờ đã đừng có nói, bây giờ ví dụ ai đến với mình nói tôi tu chứng rồi nè, thật sự ra mình không tin mà mình còn nói những cái lời khó nghe nữa, ngạo mạn cống cao là một, bà đó chắc khùng. Tu chưa gì mà nói chứng đó. Thí dụ vậy đi, nếu người nào người ta chứng thiệt ta dám nói không? Đó. Cái thứ hai nữa đó, theo như tinh thần tu học không bao giờ khoe khoang. Thậm chí người ta biết mình đó, là ai đó, mình đi liền đó. Trong sử kể đó, quý vị biết ở bên Trung Hoa có hai vị thiền sư mà viết thơ rất là nổi tiếng, đó là ngài Hàng Sơn Thập Đắc. Hàng Sơn á, là theo truyền thuyết người ta không biết ngài ở đâu, chỉ có một lần nọ ngài, người ta thấy ngài từ ở cái núi lạnh ngài đi ra, cho nên người ta đặt ngài là Hàng Sơn. Người ta không biết ngài xuất xứ ở đâu, con nhà ai, sinh lúc nào. Nhưng mà có một bữa nọ ngài, người ta phát hiện rằng thấy cái ông đó từ trong cái núi đi ra, thì người ta không biết tên là đặt ngài là Hàng Sơn. Còn Thập Đắc là do lượm được mà có, mà hai người kết bạn với nhau. Đặc biệt một điều là hai ông gặp nhau là làm thơ. Mà thơ của các ông có một điều là đặc biệt, thơ khô khan mà nhưng mình ý tứ lắm. Cái thứ hai á, không bao giờ ăn đồ sạch. Lúc nào cũng ra ra cái cống của chùa, chờ mà nước dội ra mấy cái đồ dơ là lượm cái đó lên rồi rải ăn. Thì có một hôm á, người ta mới hỏi chứ ông công quan đó, ông bắt con ông bệnh. Ông mới hỏi là làm sao tìm thuốc chữa, thì hai ông đó mới chỉ lên chùa Quốc Thanh, nói có thiền sư ở trên đó đó, vị đó là Phật Di Đà hóa thân đó. Ông này lên chữa bệnh xong lên đổi tả, nói sao ông biết tôi? Nói dạ hai ông thầy Hàng Sơn Thập Đắc biểu con lên đây gặp ngài, bởi vì hai ông cho biết ngài là Phật Di Đà hóa thân. Cái vị thiền sư đó nghe xong bỏ đi, mà còn nói nữa, hai cái ông văn thù Phổ Hiền này quậy tôi ha, hai ổng là Phổ Hiền văn thù mà không nhận, dám chỉ tôi. Rồi cuối cùng là người ta mới nương theo câu chuyện đó mà người ta nói là ngài Hàng Sơn Thập Đắc là hóa thân của ngài văn thù Phổ Hiền. Thì ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nói cái câu chuyện rằng khi mình là ai đến cõi đời này, phải không, mình cũng không bao giờ tự xưng gì cả, mà mình làm việc. Khi mà mình xong việc là mình đi. Mà trong kinh diễn tả là như củi hết, lửa tắt, không có gì phải dính bận cả. Cho nên quý vị gặp ai cũng hỏi tu chứng chưa, phải không? Nếu mà người ta nói chưa thì mình nghĩ làm sao, phải không? Mà mình người ta nói tu chứng, mình chắc mình có nhận cái chứng đó không? Cho nên thôi thì ai uống nước
thì tự biết lạnh nóng. Mình tu như thế nào mình biết. Còn cái chuyện có chứng hay không cũng chẳng quan hệ tới mình. Nhưng mà sợ nhiều khi mình hỏi cái mình khởi hai tâm. Một là khinh thường, tu tới giờ này mà chưa chứng. Và nếu người ta nói tu chứng rồi, ông này sao? Tửng tửng. Chưa gì hết đã đòi mình chứng. Cũng chưa chắc là mình đã nhận. Ngô Phật. Và chúng ta hồi hướng. Mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh.